vào chiều qua, Trần Hưng Nguyên đã bước vào phần thi chung kết môn bơi cự ly 200m hỗn hợp. Kết quả, kỳ ngư của chúng ta đã xuất sắc là người về đích đầu tiên với thời gian 2 phút 1 giây 28, vượt trên hai đối thủ người Thái Lan và Singapore. Đây chỉ là huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam ở môn bơi, hứa hẹn những ngày thi đấu bùng nổ tiếp theo. Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành chiến thắng ở nội dung đi bộ 20km dành cho nữ. Vận động viên người Đà Nẵng đã về nhất với thành tích 1 giờ 55 phút. Trong khi đó, em trai của Thanh Phúc, vận động viên Thành Ngưng đã giành huy chương bạc ở nội dung đi bộ 20km nam. Tính đến hết ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32, thể thao Việt Nam giành được 6 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương.